mọi người đu xích tập luyện này đều phải ngỡ ngàng và thầm thán phục. Vâng, anh Thịnh có lời với cả mọi người đang xem clip này. Nhân dịp năm mới 2024, Đồ Cũng Thủy Tiến Thịnh kính chúc toàn thể anh em trong câu lạc bộ cũng như tất cả mọi người đang xem clip một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý,